Đây, hôm nay thì Định đang có mặt ở trong một cái căn phải gọi là biệt thự của chị nha. Nhìn rất là nguyên nga và hoành tráng. Anh chị có thể thấy một cái không gian đây à, có thể nói là một cái căn biệt thự đó, rất là đẹp à, một cái căn biệt thự cũng không thể nào sánh bằng được cái căn này anh chị ạ à. Đây, một không gian và căn biệt thự này, biệt thự này vuông gỗ gõ đỏ và giáp vàng toàn bộ trong cái căn nhà này chị nhá, vô cùng là hoành tráng và biệt thế. Bây giờ thì Định sẽ quay một cách chi tiết cho anh chị mình xem. Mời quý cô chú chị mình cùng Định di chuyển ra bên ngoài ha. Và anh chị có thể thấy một cái không gian đây này rất là hoành tráng. Rồi, Định sẽ di chuyển xuống bên dưới cho anh chị mình xem. Rất đẹp luôn anh chị ạ. Và Định đi review rất nhiều nhà rồi, nhưng mà đây là một cái căn mà Định phải nói là khi mà bước vào trong không gian ấy, chỉ có một cái từ gọi là wow thôi chị ạ. Vô cùng là bề thế mà anh chị, của một đại gia và là thành trung tâm của thành phố anh chị nha. Đây anh chị mình có thể thấy này, những cái cảnh cảnh như vậy toàn bộ là nhôm đúc nguyên khối chị nhá. Nếu mà mở bằng tay thì ngay cả bản thân Định cũng không mở được, chứ nói gì các chị em phụ nữ anh chị nhá, mở không nổi luôn đó. Hai cánh hai bên này toàn bộ là điều khiển bằng điện hết. Và đây chính là cái con đường trước nhà của mình. Đường trước nhà thì có lòng đường khoảng tầm 7 mét á. Đây, hướng này thì anh chị mình chạy khoảng tầm vài trăm mét thôi là sẽ đến được cái bệnh viện 1.500 giường đó chị nhá. Vài trăm mét mình sẽ tới rồi. Còn di chuyển ngược này đây khoảng tầm 30 mét thôi anh chị sẽ thấy được cái tuyến đường Phạm Ngọc Thạch đó anh chị nhá. Tuyến đường đó là Phạm Ngọc Thạch, ngay bên cạnh của mình là đường cách khoảng 30 mét thôi. Đó, xe cộ chạy ngoài đó rất là tấp nập. Xe. Rồi, khu vực này thì sẽ là cái cửa của mình. Và đây là có một cái chuông gọi cửa. Toàn bộ những thiết bị của mình là thông minh hết. Bên này thì sẽ có một cái đường đi vào cái kiosk của mình ở đây. Một cái kiosk hoặc là anh chị mình có thể là về làm cái gara ô tô cũng được ha. Ngoài đây anh chị có thể thấy một cái kiosk là như vậy dạ. Anh chị có thấy kiosk nào hoành tráng như vậy dạ? Nếu có rồi mình vào bên dưới gia đình là xem với nhá. Định đi review nhiều rồi, chưa có cái kiosk nào mà làm những cái bức đắp phù điêu và phun cát bên ngoài như vậy cho anh chị. Toàn bộ xung quanh nhà của mình là phun cát hết anh chị nhá. Phun cát 100% xung quanh căn nhà luôn. Và của mình là có hai mặt tiền đây anh chị. Một mặt tiền trước, một mặt tiền bên hông đây ha. Anh chị cùng nhìn căn nhà của mình đây. Đó, vô cùng là bề thế và hoành tráng đúng không ạ? Phun cát xung quanh nhà và bức đắp phù điêu như vậy. Chủ chia sẻ là làm căn nhà này tới 3 năm mới xong anh chị nhá. 3 năm mới xong căn nhà này. Đó, mỗi khi mà anh chị xây một căn nhà thì anh chị rất là háo hức để mong muốn là vô căn nhà này đúng không ạ? Một căn nhà bình thường thôi là háo hức như vậy thì cái căn nhà này nó còn như thế nào đó ạ? Chủ đặc biệt là chắc chắn một điều là chủ rất là háo hức, nhưng mà xây xong thì cũng khó khăn, cho nên bây giờ phải bấm gốc anh chị nhá. Rồi bây giờ đến sẽ di chuyển vào bên trong này quay cho anh chị mình xem. Khu vực này thì chủ sử dụng bên kia thì làm cái kiosk để kinh doanh ấy, cho nên là bên này thì sẽ là một cái mái che cũng như là cái khu vực sân của mình để sinh hoạt cho nó thoải mái ha. Đó, còn những cái này là cái bức này là bằng nhôm anh chị nhá. Xong rồi phun đồng lên đó, phun đồng lên bảo toàn bộ trong cái căn nhà của mình là phun cát hết 100%, không có chỗ nào sơn cho anh chị hết đó. Còn ở đây là cái kiosk của mình này, kiosk nhưng mà cũng mà vàng luôn anh chị cho đây xem nhé. Toàn bộ của mình là những thiết bị thông minh hết đó, cửa cuốn bên ngoài này, ha. Rồi mà vàng trên trần cho anh chị không, có nhà vệ sinh bên trong đây cho anh chị nhé. Đó, anh chị thấy đã không ạ, cửa cuốn bên ngoài này, ha. Rồi tiếp tục di chuyển qua bên đây thì anh chị sẽ thấy xung quanh căn nhà của mình á là có những cái đường chạy xung quanh luôn, rất là thông thoáng, cho nên là sẽ có những cái cửa ra bên hông cho anh chị xin nữa. Và chiều nữa thì Định sẽ di chuyển ở bên trong đó cho anh chị mình xem. Ở đây thì sẽ có một cái chòi mát anh chị nhá. Wow, một cái chòi mát quá đã luôn anh chị ạ. Cái này là sơn giả đá ha. Sơn giả đá, một cái chòi mát đây. Những cái ghế này anh chị nhá, toàn bộ là bằng nhôm đúc hết, rất là nặng luôn. Cái này bật đèn lên là đâu ta? Nó hơi tối đúng không ạ? Có một cái đèn chùm bằng vàng to lắm mà không biết bật đèn ở đâu thôi. Rồi, có bồn rửa cho anh chị ở đây. Bồn rửa lavabo này. Rồi cầu thang lên sân thượng ở trên chị nhé, có một cái sân thượng ở trên kiosk nhưng mà có cả sân thượng ở trên cho anh chị luôn đó. Rồi anh chị cùng nhìn là toàn cảnh khu vực ngoài đấy anh chị nhé. Đây này, đường đúc hết cho anh chị này, đường đi vô ha, toàn bộ là đá hoa cương cái mặt ở đây.
ước gì có một căn nhà như vậy để ở anh chị ạ. Đó, ở đây thì có bốn cái cột hai bên. À đây, cột này là cột giả đá hết anh chị nhá, nhìn quá đã luôn. Đó, và ở đây thì anh chị mình sẽ cùng định vô bên trong để khám phá là căn nhà thông minh của mình được sử dụng những thiết bị thông minh thì sẽ có gì. Ở đây này, cửa của mình ha. Đây, cửa của mình là gỗ gõ đỏ này. Và ở trong đây thì anh chị sẽ thấy này, những thiết bị này ha. Đó, đây, chỉ tay vào một phát là nó kêu là sai rồi. Đó, tại vì mình không phải là chủ của nó, cho nên là kêu sai rồi. Đây thì khóa của mình là khóa thông minh, có 3 chế độ là thẻ từ, vân tay, đó, mật khẩu ha. Rồi, khi mà bước vào trong đây anh chị chỉ có thấy một cái không gian toàn là vàng và mùi tiền anh chị nhé. Vàng và mùi tiền, hai cái lục bình hai bên to như thế này. Đi review rất nhiều chưa thấy cái lục bình nào to như thế này anh chị nhé. Anh chị thử đoán cái lục bình này bao nhiêu tiền ạ? À? Đó, những cái khu vực này, vàng này là vàng lá anh chị nhé. Vàng này là vàng lá này. Đó. Và trong đây toàn bộ là gỗ của mình là phun gỗ gõ đỏ anh chị nhé. Đó, cho nên là đừng sẽ chia sẻ trước là phun gỗ gõ đỏ. Toàn bộ bàn ghế bên đây là mạ vàng hết cho anh chị. Anh chị nhìn này, những cái vàng như thế này. Đã không anh chị? Đó, không gian ở đây, cửa sổ thì xung quanh anh chị nhé. Đây cửa sổ xung quanh này. Và đây có một cái bức tranh mã đáo thành công này, có hai cái đèn hai bên. Đó, và ở trên trần anh chị cùng nhìn lên trần nhé, anh chị sẽ thấy một cái phong cách hoàng gia. Đó, trần thì nằm trần dịch cấp này, toàn bộ bằng vàng hết cho anh chị. Một cái đèn chùm ở giữa nhà rất to luôn anh chị ơi. Và đây sẽ là khu vực cầu thang, tủ kệ, tivi của mình. Rồi ở bên đây thì sẽ là một cái không gian ra bên ngoài. Đó, cái đường hành lang hồi nãy định nói cho anh chị đó là sẽ xung quanh nhà, thông suốt xung quanh nhà luôn. Đó, cửa của mình nó cũng là cửa gỗ này. Và những cái bức đắp phù điêu như vậy là xung quanh nhà luôn anh chị nhá. Đặc biệt một cái là xung quanh nhà luôn chứ không phải là chỉ cái mặt tiền đằng trước. Đó, đối với những cái bức tường như thế này mà còn phun cát nữa thì anh chị thấy chủ thực sự rất là tâm huyết cho căn nhà của mình, xây dựng 3 năm mới xong mà anh chị, không phải đơn giản đâu. Ngoài đây cũng có đèn chùm rồi, mà vàng trên trần cho anh chị luôn. Đó, còn ở đây sẽ là cái khu vực trưng bày của mình ở bên đây. Đó, trần chỗ này cũng là mạ vàng cho anh chị nhá, rất đẹp luôn anh chị. Rồi, định sẽ di chuyển tiếp đằng sau đây ha. Đây này, những cái họa tiết của gỗ này cũng là mạ vàng hết cho anh chị, làm rất là tỉ mỉ anh chị ơi. Đó, rồi ra đằng sau đây sẽ là không gian bếp cũng như là bàn ăn của mình. Định sẽ di chuyển ra không gian bếp của mình trước. Thì bếp của mình cũng là tủ bếp trên, tủ bếp dưới là gỗ gõ đỏ này, mặt bếp đá cương. Và anh chị nhìn thấy cái mặt đứng của cái bếp này đẹp không ạ? Cái này là toàn bộ đá nhập hết đó chị nhé. Và đằng sau cái lớp đá của mình á là có một cái lớp đèn, nó sẽ chiếu ra xuyên qua cái lớp đá của mình, nhìn giống như là những cái tia hồng ngoại anh chị ạ. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đó, quá hoành tráng luôn anh chị ạ. Rồi bên đây sẽ là cái tủ lạnh của mình. Và tủ lạnh này là tủ lạnh thông minh luôn anh chị nhá, có chế độ lấy dấu ngoài, lấy đá ngoài này. Và anh chị mình sẽ thấy là khi mà mình tới đây thì cái đèn mình sẽ sáng lên. Đó, anh chị mình sẽ chỉ cần chỉ vào cái đèn này này. Đó, mình sẽ mở ra chế độ thông minh anh chị nhá, quá đã luôn anh chị. Nào, chỉ vào nó sẽ mở ra đèn. À, cô chia sẻ này, cái tủ này phải nhập và đặt hàng khoảng 1 năm mới về được anh chị nhá. Rồi, ở đây sẽ là cái tủ bàn, à cái bàn ăn của mình, bàn ăn rộng rãi, có cửa sổ ra bên ngoài lấy gió lấy thoáng ha. Và trần của mình cũng là trần nhật cấp và mạ vàng 100% cho anh chị trên, rất đẹp luôn anh chị ơi. Và nãy giờ định nhìn từ trên xuống dưới á, từ trên nhà xuống dưới đây thì định thấy là cái này này, những cái đường chỉ đây này anh chị nhá, những cái chi tiết nhỏ nhất của căn nhà của mình là cũng mạ vàng hết cho anh chị này. Đó, cái này thì bao giờ mới hư được anh chị? Không hư được. Đó, còn ở đây là hệ thống camera của mình, xung quanh căn nhà của mình camera an ninh đầy đủ hết. Ở đây sẽ là một cái phòng ngủ bên dưới. Cô chia sẻ này, cái phòng ngủ này thì chỉ để cho người giúp việc thôi anh chị nhá. Đó, anh chị thấy sao ạ? Một cái phòng ngủ như thế này, định cô muốn được một cái phòng ngủ như thế này giống như người giúp việc vậy. Trên trần là trần dịch cấp mạ vàng hết cho anh chị luôn, quá đã luôn anh chị ơi. Trong căn nhà này phải nói là không có gì ngoài vàng. Đây, nhìn rất đẹp luôn anh chị ạ. Và một cái nhà vệ sinh của hoàng gia anh chị nhá, của vua. Anh chị thấy sao cái nhà vệ sinh này của vua? Vàng không anh chị ơi, toàn vàng với vàng thôi, sặc mùi vàng luôn. Đó, rồi ra ngoài đây anh chị, ra ngoài đây thì mình sẽ có một cái không gian của nhà vệ sinh.
một cái không gian nhà vệ sinh ở đằng sau đây. À, rồi sẽ có một cái không gian để mình di chuyển ra xung quanh nhà như vậy, và anh chị có thể nhìn thấy những cái bức nóc phù điêu như thế này ha, rất là đẹp luôn anh chị. Đó rồi mình sẽ di chuyển không gian ở trên tiếp theo ha. Đó, anh chị có thể nhìn thấy một cái không gian rất là đẹp, một căn nhà mà phải nói là xây dựng cực kỳ là tâm huyết luôn anh chị ơi. Đây một cái cầu thang cũng thông minh luôn, định sẽ đi lên cho anh chị mình xem nó thông minh chỗ nào nhé. Hai bên là hai cái trụ gỗ là giáp vàng rồi và ốp 100% là gỗ. Đó khi mà định đi lên đây, cái này nó tắt rồi hả ta, khi mà đi lên đây thì đây nó sẽ sáng lên ha, cái đèn này nó sẽ sáng lên đó cho anh chỉ đường cho anh chị mình đi. Và bên cạnh của mình là hai mặt tiền mà cho nên có chừa những cái ô như vậy để lấy ánh sáng, lấy gió, cửa sổ mà. Cầu thang rất là rộng anh chị nhé. Và chủ chia sẻ là những cái sàn ở đây này là đổ sàn 3 lớp anh chị nhé, chống ồn, cắt âm này kia đầy đủ hết cho anh chị luôn. Đó, một cái nhà mà phải nói là xây dựng cực kỳ là chất lượng, xây dựng đổ 3 lớp mà anh chị, nó dày kinh khủng cỡ này cơ mà. Đó, rồi bên đây thì sẽ có một cái phòng khách phụ ở đây, toàn vàng không anh chị ơi, những cái này này vàng hết này, vàng hết này, nhìn đã không anh chị. Mình sẽ có một cái ban công ra ngoài đây anh chị nhá, một cái ban công phụ ở đây nữa. Ngoài đây cũng là một cái đèn chùm mạ vàng hết, bức đắp phù điêu thì kinh khủng quá. Đây cũng vậy nè, bàn vàng không à, nhà này không có gì ngoài vàng hết. Đây này, những thiết bị điện thông minh anh chị nhá, và toàn bộ những thiết bị điện này trong nhà á là chỉ điều khiển qua smartphone thôi. Rồi trong đây là phòng ngủ này, một phòng ngủ lớn. Còn đây là cái màn hình mà lúc mà anh chị mình bấm chuông ngoài cửa thì sẽ hiển thị lên đây, và mình nói chuyện được anh chị nhá, nói chuyện với người thì ở bên ngoài cổng á, xem người bên ngoài đó là ai. Vàng đó. Rồi ở đây sẽ là bàn trang điểm, rồi khu vực này là khu vực ủi đầu, và mình sẽ có một cái ban công ra bên ngoài đây nữa. Đó rồi bên đây là một cái phòng thay đồ lớn này, phòng thay đồ và nhà vệ sinh của mình ở đây. Wow, quá đã luôn anh chị ơi. Phải nói cái nhà này ước ao có thể sở hữu được một căn nhà như thế này. Rồi tiếp tục qua đây là một phòng ngủ nữa, phòng ngủ nào cũng vậy, toàn bộ là vàng không à, phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh hết. Đó, nhà vệ sinh bên trong đây nữa này, quá đã luôn anh chị ạ. Anh chị cảm thấy căn nhà này như thế nào? Rồi tiếp theo bên đây thì mình còn một phòng ngủ nữa anh chị nhé, nhưng mà hiện tại phòng ngủ này thì đang có người sử dụng á, cho nên là Định không tiện quay ha, Định sẽ nhưng mà những cái phòng ngủ này thì nó cũng sẽ giống như cái phòng ngủ bên này thôi ha. Đó, rồi Định sẽ di chuyển tiếp lên cái cầu thang để quay cho anh chị mình xem ở trên đây nhá. Cầu thang thì rất là rộng luôn anh chị, bên đây là cũng có cửa sổ ra bên ngoài này. Đó, và anh chị sẽ thấy một cái đèn chùm to đùng như thế này, thả từ trên xuống, cái đèn này với cái chiều dài khoảng tầm 2 mét anh chị nhá. Đó, toàn bộ vàng hết này, trong đây là cũng vàng cho anh chị luôn này, vàng mọi chi tiết từ mọi ngóc ngách còn vàng luôn, một cái bông hồng. Rồi ở đây là cái không gian tiếp khách ở trên này, trần này. Đó, những không gian như thế này thì nhiều khi mà nhà của mình có khách chứa người lớn á, mà bạn bè tầm nhỏ nhỏ tuổi thì nên khu vực trên này ngồi ha. Đây mình sẽ làm phòng thờ, một cái phòng thờ lớn ở trên đây. Phòng thờ thì Định cũng không tiện nói nhiều, tại vì nơi tôn nghiêm mà, cũng có cửa sổ xung quanh này. Trần thì trần nhật cấp, mạ vàng, trần trùm này kia. Đó. Rồi, tiếp tục di chuyển qua không gian bên này anh chị ha. Ở đây thì sẽ là cái không gian phòng đa năng cho anh chị này. Hiện tại thì chủ cũng chưa sử dụng gì. Có một cái sập gỗ ở đây khoảng tầm ngang tầm 2,5 m, chiều dài khoảng tầm 3 m ha, dày 20 phân. Chỗ này thì anh chị mình về có thể là làm phòng karaoke, chỗ tập gym, phòng làm việc, phòng đa năng đó, khu vực này. Rồi mình sẽ có một cái không gian bên ngoài đây anh chị nhá, một cái ban công ngoài đây nữa này. Wow, trời tối rồi anh chị ơi, trời tối rồi nhưng mà rất là mát ha. Anh chị thấy nè, toàn bộ xung quanh căn nhà mình là những bức đắp phù điêu như thế này. Đó, bức đắp phù điêu này. Và anh chị biết đây là cái gì không ạ? Theo anh chị đoán thử xem là cái gì? Nhà vệ sinh anh chị nhá. Nhà vệ sinh mà nó kinh khủng cỡ này nữa anh chị, kinh khủng cỡ này anh chị nhá. Ở trên đây một cái nhà vệ sinh ở ban công, với cái khu vực ở ban công đây thì anh chị mình sau này về có thể là
đặt một cái bàn ở đây chị nhá, đặt một cái bàn ở đây mình có thể là tối mình đâu thêm một bóng điện ra nữa chẳng hạn, mình ngồi đây đọc sách rất là mát luôn đó, hoặc là đặt cái bàn đây mình uống trà chẳng hạn đó, với một cái không gian rất lý tưởng anh chị nhá. Đó thì nãy giờ quý cô chú anh chị cũng đã cùng định đi xem và khám phá tổng thể cái căn nhà, cái căn biệt phủ này rồi, thì quý cô chú anh chị cảm thấy cái căn biệt phủ này của mình như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình bên dưới phần bình luận để định có được cơ hội giao lưu cũng như là học hỏi cùng quý cô chú anh chị nhé. Và định xin nhắc lại một số cái thông tin chi tiết để quý cô chú anh chị mình có thể hiểu rõ hơn nha. Căn biệt phủ của mình tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Một vị trí rất đẹp luôn, chỉ từ 3 đến 5 phút di chuyển anh chị mình có thể kết nối được tất cả mọi thứ. Ngay bên cạnh của mình là tuyến đường Phạm Ngọc Thạch anh chị ha. Rồi mình di chuyển ra khoảng tầm 100m là đã đến được tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đó. Rồi những cái tuyến đường lớn như đường quốc lộ 13 này đó, rồi anh chị mình có thể kết nối ra đây, chạy khoảng tầm 800m là đã đến được cái bệnh viện 1500 giường đó. Một vị trí rất đẹp, và căn nhà của mình có cái bề ngang là 10m, chiều dài xuống là 35m, tổng diện tích là 350m, sổ hồng riêng, đã có 200m thổ cư, nhà đã hoàn công anh chị nhá. Hiện tại cô chú đang muốn bán nhanh với cái mức giá là 29 tỷ, còn thương lượng cho anh chị thấy như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình bên dưới phần bình luận ha. Đừng cháu cho anh chị một cách chi tiết số điện thoại được có, đừng có trên màn hình đó, anh chị muốn và đừng có nhận review hỗ trợ mua bán ký gửi nhà đất của cô chú anh chị hãy liên hệ nhau với đừng có số điện thoại trên màn hình. Đừng cháu cho anh chị một cách chi tiết ha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo.